Ê Mina san konbanwa, là những bạn nào đây, giơ tay chào cái nào. Rồi thì chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Hôm nay chúng mình sẽ cùng ôn tập những sự cái từ vựng N3 hay gặp. Hay gặp thì bao gồm đôi khi là có thể trong N2 nó cũng sẽ có, và những từ vựng của N2 đôi khi nó nhảy xuống N3. Phần từ vựng chỉ mang chất tương đối, vậy chúng ta sẽ cùng xem nhá. Nào, chúng mình sẽ thay đổi phương pháp, không chỉ đơn thuần là những cái câu chọn trắc nghiệm nữa, mà chúng ta sẽ cùng hình dung, đúng không? Thứ nhất, xét từ những cái không bao giờ, khi mình dạy từ vựng không bao giờ để riêng cái từ vựng để trong riêng một cái tự nhiên, đúng không? Nào hãy đọc giúp mình những cái từ này đấy nhá, và xét về nghĩa của nó nữa, đúng không ạ? Đâu rồi, chào Thúy Sang. Nghe chưa? Đó, không bao giờ một từ vựng mình không bao giờ đứng riêng mình, ngay cả danh từ nó phải hay đi với từ nào, đúng không? Và nhất là động từ nữa, đúng không ạ? Để động từ nó luôn luôn có ngữ cảnh. Thậm chí một từ lên bàn 3 nó 2 các bạn sẽ là một từ không chỉ mỗi một nghĩa nữa, đúng không? Không phải tàm bê mất, nổ mi mất, nổ mi bây giờ không phải là uống đâu, đúng không? Đôi khi nó còn thẩm thấu hiểu cái gì đó chẳng hạn này. Đó, rồi kiki mắc thì không chỉ đơn giản là mang nghĩa ăn nói ngủ nghỉ các thứ, nó mà có rất nhiều nghĩa khác nhau, và đi từng với từ hay những cái trạng từ khác, những cái từ khác nhau thì nó lại sẽ có những nghĩa khác nữa, nó biến đổi rất là nhiều, đúng không? Rồi không phải đọc nữa mà ta xét về nghĩa nhá. Ở đây Phúc giảng rất là ok này, mọc giang này, đúng không? Đấy, phần ngoài mọc cái này ra còn mọc gì nữa đấy, cũng chỉ đã mọc đâu, đôi khi là trổ, đôi khi là nảy nở, đúng không? Lòi ra, tòi ra đấy, đúng. Mình đưa lên slide đương nhiên là chỉ để mấy cái từ nó rất là nhẹ nhàng thanh cảnh thế này thôi, chứ công nhận đôi khi là mình sẽ dùng những cái từ nó chợ búa, nó xuồng xã hơn một chút, đúng không? Đấy, ngôn ngữ vùng miền địa phương và thậm chí ngôn ngữ của chính các bạn nữa chẳng hạn. Ô cái này tòi ra, nó lòi ra, nó thòi ra, trời ơi không biết các bạn có dùng những từ đấy không ta, đúng không? Đấy, không chỉ đi với răng đâu, đi với gì nữa, chúng ta nhớ những cụm từ với nó nào để mình sử dụng được nó, để mình nhớ nó, gặp khi mà nghe nói chuyện với người Nhật chẳng hạn này cũng sẽ biết được nghĩa của nó là gì. Rồi nhắc lại khi đi thi mình nhìn dấu hiệu để mình biết nó, chứ không chỉ đơn thuần nhá, đúng không ạ? Mộc sừng. Sừng, ok. Gấp các bạn chỉ nghĩ được mỗi thế là chấn đời, đúng không? Mình định đưa từ sừng mà như thôi. Hige, mọc dâu này. Kami, đúng không? Rồi kabi, đúng không? Rồi kusa, đấy, mọc những cái đó nhá. Mọc rất nhiều thứ thì những cái từ này hay đi cùng với nó, đúng không ạ? Đó, mọc gì đấy? Mọc dâu, mọc tóc, đúng không? Rồi gì mọc là những nấm mốc chẳng hạn, mọc cỏ cây, đúng không? Đó, nó nảy mầm hết đấy, đúng không? Nảy lên, đúng không? Nảy cỏ, mọc cỏ, chỗ bông các thứ chẳng hạn, đúng không? Và mọc sừng như các bạn nói đấy. Ok. Mọc tóc, mọc mụn rất nhiều, và cô cũng nói cái từ đấy ra nữa nhá, để chúng ta nhớ ngữ cảnh sử dụng của nó. Ok, tiếp nào. Đọc lên đã nhá, rồi sau đó mình sẽ nhớ được nghĩa của nó này. Đọc đã chứ, mình để nguyên chữ Hán đấy, để đoán từ. Hoshiga, đúng không? Có thể biết từ này từ kia chẳng hạn, mình muốn các bạn đoán nhá. Học cái từ gì đoán, chứ phải lúc nào nó có sẵn furigana cho anh em đâu, đúng không? Nào, tiếp nào, từ này sẽ là gì đây? Hoshiga, sao, đúng không? Đấy, thì nó sẽ thế nào các bạn nhỉ? Tự nhiên sao gì mà tự nhiên nó lại có cái bộ quang ở đây, đúng không? Đấy, bộ quang là phát ra ánh sáng các thứ đây này. Vậy mình nghĩ xem cái ngôi sao làm sao? Rồi, tỏa sáng chứ phải tỏa sáng. Rồi, chính xác, ngôi sao Hoshiga kagayaku, chuẩn luôn, đúng không? Mang nghĩa là gì đấy? Lấp lánh, đấy thì chưa? Mình chỉ nghĩ một vài nghĩa ở đây, chứ thực ra các bạn có thể sử dụng những ngôn ngữ của chính các bạn nhá, chứ không phải đây là những đáp án đâu, đúng không? Nó chỉ là những cái cách dịch tham khảo mà thôi, đúng không? Tỏa sáng à? Ừ đúng rồi, chính xác. Lấp lánh được không? Huy hoàng được không? Dạng ngời được không? Đúng không? Được nhá. Và cái gì thường hay lấp lánh? Thứ nhất, ok, đúng sao rồi, Hoshi. Gì nữa? Taiyo, đúng không? Lấy mặt trời chói chang đi, đúng không? Chói chang rạng rỡ đi, trời ơi, đúng không? Đấy, mình để lấp lánh, huy hoàng, rạng ngời, nhưng mà trong những cách dịch khác mình có thể để những từ khác nữa. Diamond, trời ơi, dù ơi, được cầu hôn hôm trước Valentine, các bạn nào được cầu hôn bằng nghĩa những cái diamond độ gó kagayaku không đó nhờ. Rồi mê gó kagayaku, mắt là lấp lánh sáng lên vì tiền, đúng không? Rồi thậm chí là cái gương mặt nó rạng ngời ấy, đúng không? Cũng được các bạn nhà đó, kaoni ở cái niềm vui chẳng hạn, đúng không? Yorokobini, đúng không? Kagayaku, đấy, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, trời ơi, đúng không? Kim cương là sáng nhất của công nhận, không có cái gì khám bằng kim cương. Trở ra, tiếp nào. Số 3, Mizu ga tamaru. Tiếp nào các bạn ơi, đúng không? Và để lấy chữ từ này sensei nữa nhá. Đó, giờ các bạn nhớ trong đầu sensei thứ nhất, comment sensei nghĩa. Nếu có chữ Hán thì đọc nó này, comment nghĩa này, xong ngoài ra các bạn về nó, bạn liên tưởng về cái từ đấy thì bạn còn nhớ được những cái nghĩa nào nữa chẳng hạn, đúng không? Đó, đi với những hoàn cảnh như nào, các bạn liệt kê cho xem nhá, để chúng mình sử dụng của nó, nhớ được nó, chứ không phải chỉ đơn giản là tại mấy mát ăn, nồi mát uống, cái mát ngủ, chứ gì là nghe, đúng không? Nê mát ngủ, đúng không? Không chỉ mỗi thế đâu nhá, đúng không ạ? Rồi, hôm nào mình nhờ đi gọi vợ tìm thế này, Phúc ơi. Nào, tiếp theo, Mitsuka Tamaru, đúng không? Chúng ta có từ nào đây các bạn ơi? Vũng nước à? Vũng nước Mizutamari, đúng không? Đấy là vũng nước nhà của này,
gì? Nước nói làm sao? Đang nói về đấy, cho chính xác. Đấy, dịch cho chính xác. Nếu mà nói vũng nước, kia có vũng nước kìa thì phải là Mizutamari. Đúng không? Đó, như này Mizutamari thì phải nó. Đúng rồi, nó chính là gì? Tích tụ ứ đọng dồn lại. Đúng không? Đấy chứ nói mà là vũng nước thì nước đầy à? Nước đầy cũng được nhưng mà chưa chắc nó tích ở đấy thôi. Em chữ nước và xô chắc gì nó đầy, nó lưng lưng vẫn được mà. Đúng không ạ? À? Hoa sáng. Đúng không? Đấy chính xác, tích chữ nước thì đấy lại nhầm nhá. Đó, mình nói về cách dịch một chút này. Thì có đúng mà. Vì nếu tích chữ nước là em đang đổ mỗi thứ một tí vào thì nó sẽ là tameru cơ. Nani nani o tameru. Các bạn công nhận không? Nên là nó tích tụ lại đấy, nó ứ đọng đấy, nó dồn lại đấy. Đó, sử dụng đúng cái từ từ động từ của nó nhá. Đúng rồi, tích tụ nước đầy vào cũng được. Đấy, nhìn này chưa? Nhá, chứ đừng học riêng một mình. Học riêng mình đến lúc từ này rõ ràng học dùng sao nó nạn lắm. Đúng không? Ở đây bây giờ N3 đây nhá, nhưng mình đang ôn lại sau này có N2 nữa cơ. Các bạn sẽ thấy là từ này học rồi mà sự nhân bây giờ nó ra nghĩa nào ấy. Vì các bạn học từ vựng lúc nào chỉ theo một nghĩa thôi. Đến lúc mà đi với từ khác, dịch khác đi một tí lại cứ kìa. Đúng không? Nha. Đấy, ngoài cái mỹ dự còn có chi sen tắc kimono. Trời ơi, quần áo. Đấy, bây giờ mình không dịch quần áo. Còn tích tụ ứ đọng chất đống. Mình dịch cái chất đống được không? Đúng không? Đấy, gomi. Nhìn này chỗ này chưa? Đúng không? Rác nó dồn lại. Nó ứ ở đấy. Đấy, và ngoài ra một cái từ nữa. Hai cái này thì cái dịch chất đống rồi. Nước này, ứ lại này, quần áo chất đống vào đống đấy này, rác nó dồn vào này. Đúng không? Thì ngoài ra có stress, chikare. Đúng không? Những mệt mỏi, những căng thẳng. Đúng không? Học thi vất vả quá. Stress ga tamaru. Nhớ phải như thế này này. Nha, rồi, ok. Konbanwa, minasan. Chuẩn luôn. Đấy, ngoài cái nghĩa này các bạn hình dung về nó. Bạn chưa biết thì bạn sẽ hình dung. Bạn biết rồi thì bạn sẽ hình dung thêm các ngữ cảnh khác nữa. Đúng không ạ? Nhá, rồi chuẩn xác. Chính nó cái này các thám mắt chuẩn luôn. Đúng rồi đấy, tiền chữ lại nhá. Rồi chị nghĩ. Nào, cái số 4 nào. Chúng mình sẽ học một cái bài này. Chúng mình sẽ học được khoảng 30-40 từ vựng. Đúng không? Đấy, có những từ vựng dạng này. Xong mình sẽ kết hợp cả những cái phần trắc nghiệm ở phía sau nữa nhá. Nào, tiếp nào. Kusuri go. Đúng không? Từ này sẽ là gì đấy các bạn ơi? Đầu từ này không nào? Toàn thấy anh em N2 vào học nữa này. N3 đâu nào? Ba đi nào? Nào, từ này sẽ đọc là gì đây ta? Comment tích cực lên nào. Chăm chỉ comment rồi vận may sẽ đến. Đúng rồi, chính xác. Kusuri ga kiku. Đúng không? Đó tức là gì? À, thuốc đó. Đấy, bạn dịch cái gì nào? Ok, đầu tiên là sẽ đọc chữ Hán đó nhá. Một phiên bản nhẹ nhàng, đơn giản. Đúng không? Và cái thứ hai nói về nghĩa ở trên xe nữa. Đúng rồi. Đấy, nên này, ngoài rằng Sukuri này, thế này mà đi thi là xong rồi. Đúng không? Kusuri nha. Đúng không ạ? Rồi, thuốc có hiệu quả, thuốc có tác dụng. Đấy, đúng rồi, mình không bao giờ bắt các bạn là ngay cả dạy ngữ pháp thế. Mình rất là hiếm khi mà bắt các bạn là phải dịch thế này nha. Đúng không? Không có đâu mà hãy chỉ ra những cái ngữ cảnh sử dụng. Hãy chỉ ra những dấu hiệu nhận biết để chúng ta dùng được nó, nghe được nó và chọn được nó cho đúng. Nhớ chưa? Nhá, rồi, chính xác. Đúng không? Tại đây sẽ là có tác dụng, có hiệu quả, nó đang hoạt động. Rồi chứ hoạt động bây giờ bảo cái từ kích cự mà là mang nghĩa là hoạt động thì cũng hơi chéo ngoe nhỉ. Được đấy chứ, ví dụ đây này. Kuraga kiteru. Thế chả là cái máy lạnh đang chạy thôi. Đúng không? Mình dính máy đang chạy nữa cơ. Nó không phải là chạy hà chi độ đâu nhá. Đúng không? Đấy, burekiga kiku. Đúng không? Phanh là ăn phết. Trời ơi, đúng không? Cô lại dịch là có tác dụng hiệu quả hoạt động. Mà cô đưa ra hai ví dụ, cô lại dịch theo kiểu khác. Đúng không? Linh hoạt lên. Đúng không ạ? Tinh tế lên. Viết nhanh quá, không sao, cô chơi thôi, chắc chắn là hiểu mà, đúng không ạ? Rồi, chào Thúy Sang, chào các bạn. Rồi, chính xác nhá, thuốc có tác dụng, có hiệu quả. Hoặc là máy lạnh đang chạy, đúng không? Phanh nó ăn phết đây này, đúng không? Phanh nó ra gì đấy, đúng không? Linh hoạt lên bạn mới sử dụng nó nhá, chứ đừng có quy nó vào thành một cái nghĩa nào đấy là đến lúc bạn không linh hoạt đâu nhá. Nào, tiếp theo, từ này nữa. Nào, đọc trên xe nào, từ này dễ nhầm nhá, tránh nhầm nhá. Thế đầu năm mạng chăm chỉ ghê ta. Nhưng mà lời comment quá, cứ ngồi nhìn bài bạn khác này chết nhờ. Cứ ngồi nhìn chúng nó comment đúng không? Xem cô giáo chửi đứa nào đúng không? Xem chúng nó comment có đúng không đúng không? Rồi comment đi nào các bạn ơi. Tiếp đi nào, xem nào các bạn chọn gì nào. Rồi ok, Oyanitayoru đúng không? Vì cái từ này mình thấy các bạn rất hay đọc là tàn nô mự. Đúng không? Mình rất quen tàn nô mự chẳng hạn. Đúng không? Ngồi nhìn thôi à, ăn gian nhá. Ăn
ta mới thấy chưa, 5 người 10 ý dịch rất là hay đúng không? Chính xác nó sẽ là dựa dẫm, là phụ thuộc, là nhờ cậy vào, đúng không? Là ăn bám vào đều được, không sao cả. Ăn bám tôi chúc ăn bám. Đúng ạ. Rồi Oyanit thà yo đự, mình sẽ đọc nó là thà yo đự, chuẩn xác nhá. Và ngoài ra mình, ngoài cách là đưa ra những ngữ cảnh hay sử dụng nữa, thì mình còn đưa ra những từ mà dễ nhầm lẫn, hay những từ mình đã học động từ thì đưa ra những cách đọc khác nữa này, hay là những cái tính từ này. Ví dụ đây là thao nô mự, như này chưa động từ nhé thì lại mang nghĩa là nhờ vả. Rồi tanomoshi, dù một người rất là đáng tin cậy, đúng không? Rồi chuẩn xác nhá, đấy, phụ thuộc vào, dựa dẫm vào, nhờ cậy vào đều được, chuẩn luôn. Câu 6 nào. Kaino kotoba ni, đúng không? Cái này nói về nghĩa thôi, đúng không? Câu 6 thì các bạn nói nghĩa sen sen thôi. Đấy, nói N3 thực dạng có cả N2, từ này thì đúng là trong Mimikara N2 mới có đây này, đúng không? Như N3 một số từ sách hay là cô thấy một số đề những năm các thứ chẳng hạn đó có sử dụng đấy, thế là cứ học thôi nhá. Rồi, tiếp theo, nói vấp. Vấp thì đâu đấy, trời ơi, đúng không? Vậy ý bạn là vấp hòn đá đúng không, ngoài sang ơi? Đúng ạ, đấy lại bị nhầm nhá. Ờ, nói vấp nghe nó dịch hợp lý thế, đúng không? Đó. Nào, comment xem đi nào, đúng không? Đấy, có những từ mà rất dễ nhầm lẫn, đúng không? Vừa rồi ở cái Kotoba chắc là vấp thì chắc là vấp lời nói, vấp ngôn từ, cũng nghe hợp lý thế, đúng không? Đấy, thấy chưa, đúng không? Vấp phải là gì? Nào, đấy, tiện hỏi luôn, đúng không? Una sức cự thì đúng không? Đây là gật đầu, gật gù với những lời của anh ấy, đúng không? Vậy vấp là gì? Đấy, đúng rồi, chứ mà sức cự mới là vấp, đó. Cứ thay thế một từ có chữ Hán này đôi khi bây giờ sướng chưa? Đúng không? Nhưng mà không, có những từ người ta không để chữ Hán. Thứ nhất là có thể là người ta cái trình độ người ta ít viết bằng chữ Hán ấy chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là người ta cố tình không để chữ Hán nữa. Thế là đến lúc mà nhìn không biết từ nào với từ nào. Vấp, dạ không. Chứ mà dư cự cơ, ừ na dư cự thì nó lại phải là gật gù, gật đầu. Đúng rồi, chính xác. đấy, chúng mình lại tìm đến người quen đúng không? Rồi, đấy, vậy đây nó sẽ là gì? Gật đầu, gật gù, đồng ý, đúng không? Chuẩn xác nhá. Từ số 7 nào, tiếp nào các bạn ơi. Chumazuku, chuẩn xác, đấy mới là vấp hòn đá nhá. Và vấp đá thường đi với Ishinit Chumazuku luôn nhá. Vấp hòn đá ngã lăn quay. Rồi, chính xác. Nhiều từ lắm cơ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đi các bạn ơi. Nào, đúng không? Aburo wa mizuni, đúng không? Chữ này là chữ phù này, vậy đọc là gì các bạn nhỏ? Nào đâu xem nào. Đó, dầu ấy, đúng không? Thì nó sẽ làm sao trên mặt nước? Dầu nổi trên mặt nước, đúng rồi, chính xác, đúng không? Đấy, nổi trên mặt nước cái thứ chẳng hạn này. Đó thì mang nghĩa là nổi. Đôi khi thì cái lơ lửng, đôi khi thì cái tách biệt hay là bị tách ra, bị cô lập ấy, ừ cũng được đấy, đúng không? Trời ơi, hai nghĩa mà là chữ phù mà thì bạn quen nhất với nghĩa là nổi với lơ lửng, đúng không? Nhưng ngoài ra nhớ sensei có nghĩa là tách bật hay tách biệt hay chính là kiểu cô lập ra khỏi cái gì đó. Thậm chí mang nghĩa dư ra nó còn, trời ơi, hai nghĩa này sao nó lạ thế? Đúng không? Đó, ví dụ đây này. Thì đầu tiên, ừ đúng rồi, dầu nổi trên mặt nước hoặc ở trên mấy cái chiếc ấy, đúng không? Karaga chiuni uku, đúng không? Cái cơ thể nó lơ lửng giữa không trung được nhá. Đây, ok, nghĩa một nó sẽ là nổi và lơ lửng đây này. Nhưng thứ hai, đúng không? Đấy thì chiudang kara hoặc là kurasu kara uiteiru, đúng không? Uiteiru thì nó lại không phải là gì đấy, lơ lửng ra khỏi cái lớp đấy hay là cái nhóm người đấy nữa, mà nó sẽ là bị cô lập, bị tách biệt ra khỏi, đúng không? Rồi điêu hi như này chưa, cái tiền đi du lịch cái thứ chẳng hạn ấy, nó nổi lơ lửng ra, tức là nó được dư ra, như này chưa, đúng không? Đúng rồi, mây lơ lửng trên bầu trời, chính xác đấy, đúng không? Thì đấy, nhớ hộ sensei nhá, thì cái nghĩa này chỉ là cái tiền đề để sensei dạy thêm hai cái này, dạy hóa nhưng cũng vẫn quay lại tiếng Nhật mà nhờ, đúng không? Đấy, bị cô lập ra khỏi lớp học ở nhóm người đó này, rồi cái tiền chi phí nó được dôi ra này, dôi ra hoặc dư ra đấy, nó còn nghĩa này nữa cơ, đúng không? Đó, chính xác nhá, thì nhớ thêm hai cái này giúp cho xe bạn rất hay dùng luôn. Đó chứ nào, chuẩn luôn. Nha, chị nghi. Từ này nữa. Đấy, từ này có đoán là ngay cả bạn nào, những bạn nào hỗ trợ những bạn nào học qua từ này rồi không nói, nhưng những bạn nào mà chưa học thì nhớ có đoán được không? Gam mượn là cái kẹo cao su ấy, với cái giày nó làm sao với cái giày? Đúng không? Hoàn học gì đây ạ? À? Em biết là học gì? Rồi đấy là học về tính chất của dầu ăn là nó sẽ nổi trên mặt nước nhá. Rồi tiếp theo tính chất dinh dính của cái kẹo cao su nó dính vào giày nữa. Ở hình như học hóa học thật đấy sao ấy. Rồi chính xác, nó là dính vào, nó là bám vào, nó là dính lấy cái gì đó chẳng hạn, đúng không? Để hai đứa dính với nhau ấy, ừ cũng được nhở. Kutsuku, chuẩn xác nhá. Gamu ga eto kutsu ni kutsuku,
Chuẩn nữa, đúng rồi, kẹo cao su dính vào dép, dính vào giày đều được. Đúng rồi, đấy, nhá, chuẩn luôn. Rồi, check in từ thứ 9 nào. Sa đầu, nani nani, đúng rồi, từ này rất nhiều nghĩa, rất hay, đúng không? Nhưng cô đi từ cái nghĩa gốc mà các bạn hay hay bắt gặp rồi đã, nhớ. Nào, thử xem nào. Đúng rồi à, dẫm vào hay à? Không, dẫm vào thì dẫm kiểu khác chứ, đúng không? Đấy, sau khi em dẫm vào thì cái trạng thái tiếp theo thì dùng cực, nhớ. Khiếp. À đấy, vẫn chưa bị bánh trưng lớp à? Ở đấy, rồi ok, nó lấp chỗ này, nó lại lòi chỗ kia ra, lo gì, đúng không? Đó, chồng đĩa, ở chồng đĩa lên nhau, xếp chồng lên nhau, đúng rồi, cà sa nê đự, chuẩn xác, chồng đĩa, đúng không? Chất lên, xếp lớp lên, đúng không? Tích, thậm chí nó còn mang nghĩa là tích lũy là liên tục nữa, đúng không? Thế đây, ví dụ như chẳng hạn này, đó, mình trời hôm trước nó lạnh chẳng hạn ấy, futon o kasano, đắp nhiều lớp chăn lên, surui o kasano, đúng không? Chồng chất hồ sơ giấy tờ lên, sát chủ o kasano, mặc hai lớp áo, đúng không? Kiểu thế, đúng không? Chứ không thể lúc mà chồng chất hai cái áo, tự nhiên thì ngồi dở dở nào, chồng hai cái áo sơ mi làm chi, đúng không? Thì thôi mình dịch là mặc hai lớp áo, đúng không? Mặc hai cái áo sơ mi hoặc mặc hai cái áo khoác chẳng hạn, nhớ. Như đấy, đây là cái mình hay bắt gặp, nhưng ngoài ra còn nghĩa thứ hai đây này. Nhớ chưa? Keken denshu kuro kasaido. Nếu keken mình dịch là tích lũy, mình mỗi ngày mình học tập một tí tích lũy kinh nghiệm này, mỗi ngày luyện tập một tí này, kuro này khó khăn chồng chất, đúng không ạ? À? Rồi chính xác, và một cụm từ nữa. Nen deo kasaido. Đúng không? Cái tuổi đuổi xuân đi, nhờ, đúng không? Rồi đó. Chuẩn xác nha, hai con mang hoa viên sàng. Rồi tiếp đi nào, comment thì cứ ngồi comment, mà chịu có comment thì cứ ngồi mình tán phét thôi, nhớ nhá. Đấy thì ngoài là chồng đũa, chồng đĩa chứ, chồng những cái mong mỏng, xếp chăn lên này, đắp hai lớp chăn, đúng không? Chồng chất cái tài liệu lên, đúng không? Xếp từng lớp một, mặc hai cái áo sơ mi, đúng không? Và chồng chất rồi xếp lớp cả kinh nghiệm, những luyện tập nó thể lệ là gì đấy, đúng không? Tích lũy liên tục làm những cái đó, dịch học văn giỏi vào nhớ. Từ số 10 nào. Shimun o himo de nani nani desu. Đúng không? Cố tình để đọc cái từ này xem sao. Và mình biết các bạn đọc được mà. Himo là dây thì biết rồi, đúng không? Nào nào, kích phúc ra khỏi nhóm bây giờ nhá, tập trung vào học bài đi. Nào, từ số 10 tiếp theo nào. Đúng rồi, chính xác, rất là tốt ạ. Shibaru, đúng không? Các bạn thấy chưa? Nếu để riêng từ này chưa chắc các bạn đọc được. Nhờ, nhưng mà đặt trong ngữ cảnh Shimun o himo de, đúng không? Shibaru, chuẩn xác, nó sẽ là buộc, là trói, là băng bó nó bảo, đúng không ạ? Đấy, nhưng ngoài ra nó còn mang nghĩa là bị hạn chế, bị ràng buộc bởi cái gì đó nữa nhá. Và đây mình giúp các bạn phân biệt hai cái từ himo de shibaru, là mình kiểu như một cái bó củi này, một cái báo ấy, đúng không? Mình quặn nó vào xong mình buộc nó bằng cái dây các bạn nhá. Nó thành một cái cuộn cuộn như này thì sẽ là himo de shibaru, trợ từ nha, himo de shibaru. Còn đây himo o musubu, như này chưa? Là mình cầm hai cái đầu dây dày ấy, mình buộc nó vào nhau để tạo thành một cái thể thống nhất hoặc là cho nó dài ra, đúng không? Thì nó mới là mờ sờ bự. Đây cũng là buộc nhưng mà nó nạ lắm, đúng không? Nó đi với cả trợ tượng khác nhau và ý nghĩa nó sẽ khác nhau nhá. Phân biệt xem himo de shibaru, himo mờ sờ bự. Chuẩn chưa? Hồ đô cự, đúng rồi. Đúng rồi, ngày xưa lúc cô mấy học cũng rất hay nhầm với từ shibaru với shiboru. Trời ơi, shiboru là vắt, vắt sữa với nước cam, thậm chí còn ép dầu, ép mỡ nữa chẳng hạn ấy, đúng không? Ép dầu hướng dương nữa chẳng hạn ấy. Đó, rồi nhớ nhá. Và shibaru còn một nghĩa nữa, đúng không? Chỉ đơn giản buộc bình thường đâu, mà sẽ bị trói buộc hay bị hạn chế về mặt thời gian này, bị khắt khe trói buộc bởi những quy định, quy tắc luật lệ này, đúng không? Thì nó hay chia sang là shibarareru. Nhớ chưa? Đúng rồi, musubu. Đó. Đúng rồi, chính xác nhá. Đấy, rất hay chia ra là shibareru nha, đúng không? Shibareru tức là bị trói buộc, bị hạn chế bởi cái gì đó. Rồi, chị nghe tiếp theo nào. Ikyo ishide natte desu là gì đấy? Trói buộc, đúng rồi, buộc bám bằng cái dây đấy, bằng cái gì đó cách thức nên đi trợ từ đấy, đúng không? Còn buộc cái dây đấy thì nó sẽ là đi trợ từ ố. Tiếp nào các bạn ơi, chúng mình đến với từ tiếp theo nào. Ừ, đúng rồi, chính xác, bao quanh kakomu, đúng rồi. Bạn biết như thế nào? Thì đấy, ok, mình sẽ xếp, mình bao, mình dịch à? Cả câu này dịch như nào? Đúng không? Cả dịch cả câu xem nào. Xem bạn nào dịch hay nhất nào, mình chọn bạn dịch hay nhất nào. Thoáng nghĩa nhất nào. Bao quanh ao hồ bởi đá gầm nghề, nó em mình thấy nó đúng là đây là tiếng Nhật chứ không phải tiếng Việt. Đúng không? Đúng không? Kakomu, đúng rồi, bao quanh ao hồ bởi đá. Tiếng Việt thì cô nghĩ cô sẽ không nói này, đúng không? Mà sao nói khác à, cả đúng rồi, chính xác, cả nhà quây quần, đúng rồi đấy nhá, đúng không? Lúc này là mình gì đây? Xếp đá xung quanh gạo này, bạn công nhận không? Đó, bao quanh, có thể là quây quần như bạn vừa nói, đúng không? Kakonde rồi sửa quây quần ngồi với nhau, thậm chí nó có nghĩa là khoanh tròn nữa các bạn nhá.
Nhìn thấy chưa? Đúng không? Ví dụ như là gì? Ê, tố má được đấy, thật cô mự. Nhìn thấy chưa? Mình khoanh tròn, khoanh nó vào, đúng không? Đấy, bằng cái hình tròn đấy chẳng hạn, thì cũng là cả cô mự. Đấy, mình chỉ quan tâm nghĩa là bao quanh thôi. Nhưng nhớ còn cả quây quần, còn cả là khoanh tròn nó vào đấy nha. Đá quây quần nghe hợp lý thế. Nghe có chỉ thấy giống muỗi thôi. Ở cái ao, cái vũng này đấy chắc chỉ thấy muỗi quây quần đấy, chứ không thấy đá quây quần. Đá vây quanh hồ. Đấy, thế biết là tiếng Việt mình giỏi đâu, đúng không? Đấy đấy, đắp đá cây quanh ao hồ. Hợp lý, công nhận đây này, đúng không? Xung quanh hồ toàn đá. Ừ, cũng được. Đấy, học được rất nhiều cái tiếng Việt này các bạn, đúng không? Rồi Thu Trang, đúng rồi, cả nhà quây quần với mâm cơm, chính xác. Ca con de sua đợi, chính xác đấy, cả nhà quây quần đấy nhá, chuẩn luôn. Chứ bao quanh ao hồ bởi đá là nghe chưa hợp lý lắm rồi này. Giống ví dụ trong sách Mimi đúng không Gigi? À thế à? Không nhớ, đúng không? Tới cái này không lấy trong Mimi đâu nhá. Tất nhiên là những cái từ vựng ở đây thì có trong N2, nó có N3, cô đang đây là đang của từ N3 đấy nhá. Nhưng mà này nó vẫn có, không sao hết nha. Ừ. Rồi tiếp theo in à, không đọc nữa. In từ gõ đúng không, bo được ô nani nani des đúng không ạ? Đó thì nó cũng chỉ quây quần, ví dụ như là cái đứa cháu nó được bao vây à, vừa rồi Tết chẳng hạn đúng không, nhà nào có nhiều con cháu là sẽ bị bao vây để lấy gì ấy đúng không, otoshidama đấy thì cũng là gì, kakoma đấy được đúng không, được mấy đứa cháu chắc nó bao vây đúng không, nó quây quanh chứ không ai bao vây nhá, gầm nhẹ kinh quá. Ừ. Rồi chuẩn xác đúng không, con chó làm gì đấy à bạn, Lê Quang, Lê Lê Quang đúng không? Đuổi theo, đúng rồi, nó vờn, nó đuổi theo, chính xác, nhà chạy theo, theo sau, đuổi theo, vờn. Rồi cảm ơn, chó chạy theo bóng. Ừ, đúng rồi, chính xác nhá, chuẩn luôn, con chó đuổi theo thế chưa. Đấy rất là hay, mình rất là thích dạy cái phần những cái phần như này, cả về phần từ vựng, cả về phần ngữ pháp và thậm chí đọc hiểu để nghe những cách dịch các bạn, rất là vui và rất là hay luôn. Rồi ok, thế thì đơn giản quá vậy đây. Nhớ luôn hộ tôi cái, đúng không? Chúng mình có một loạt những từ đuổi đuổi đây. Rồi chào anh, lâu lắm mới thấy xe xe. Rồi chính xác đúng không? Rồi chúng ta sẽ có một vài từ sau. Ôi kake đó, đúng không? Thì sẽ mang nghĩa là cái kake này được mang nghĩa, nó mang nghĩa là chữ chạy các bạn nhá, đúng không? Và là chạy theo, chui đuổi theo này. Ôi chứ tự cái chạy được rồi đúng không? Thì dính được vào người ta, tức là làm sao? Là đuổi kịp, đúng chính xác. Và thậm chí đuổi kịp rồi, thậm chí chữ này là chữ Việt nữa các bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Là cô sự, là cô ê đự ấy đúng không? Thậm chí đuổi làm sao còn tận vượt quá nó nữa. Nhìn thấy chưa ạ? Đúng không? Sẽ là ôi cô sự. Đúng rồi, có một từ đây còn có là ôi nước cự nữa. Là hai cái làn xe nó chạy với nhau ấy, đúng không? Nó vượt làn đường lên thì cùng làn hay khác làn chẳng hạn ấy, thì cũng là ôi cô sự và ôi nước cự. Đấy vì khó coi tranh ảnh nên mình sẽ không đưa từ đấy nữa ở đây nhá. Rồi ô cô mự, cứ cô mự là vào vậy đây đã. Là gì được nhỏ? Là lùa vào, là dồn vào, đúng không? Là xua vào, là đuổi vào. Trời ơi hay quá, đúng không ạ? Và tiếp theo cứ đa sự là ra đúng không? Vậy ôi đa sự đấy là gì? Đuổi ra, lùa ra, nhìn thấy chưa ạ? Nhá, đúng rồi, chính xác, đúng không? Xua ra, đúng rồi, chính xác. Đấy, xua con chó ra khỏi đấy, đúng không? Đấy, con chó đuổi theo quả bóng, nhưng nó chạy vào vườn nhà mình thì mình lại ôi hà, ôi đa sự, thậm chí còn có ôi hà đậu nữa cơ. Rất nhiều từ, chuẩn xác, đúng rồi. Nó sẽ học rất nhiều từ đây, đúng không? Chuẩn xác các bạn nha. Và chúng ta có từ ô và một chữ truy, âm bán việc của nó chữ truy nhá. Rồi, chị nghi, chúng mình đến với câu số 13 nào. Rất nhiều từ, đúng không? Đã nói ra, đếm số lượng thì chỉ thấy 13 từ thôi, nhưng mình học được, nhớ được rất nhiều những nghĩa của nó nữa nhá. Mà từ này rất hay dùng luôn. Rồi, lùa vào, đuổi ra khỏi nhóm, đúng rồi, chính xác. Ôi đa sự, đa sát, đúng không? Đấy, kích ra khỏi nhóm đấy, đúng không? Lúc ấy thì gì cả kích ra khỏi nhóm, chứ anh gì cả đuổi, nhờ. Nào, ok, mono, thai xích, từ này là gì đấy các bạn ơi? Đúng rồi, đúng không? Sử dụng đồ vật một cách trân trọng, đúng không? Nếu cô dịch thế là hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay. Rồi, chính xác, đúng không? Đấy, lúc này là gì đấy? Nâng niu, sử dụng nó. Thì đây, thực ra từ này rất nhiều nữa. Là đối xử, là đãi ngộ, là coi như là nâng, là sử dụng, đúng không? Đó, chính xác, à, chuẩn luôn, nhá. Cứ ôi ôi mãi tàu hỏa nhập mà. Nhưng mà nhìn thì dùng cà kê là chạy mà. Và ôi cà kê là chạy theo. Rồi cái dính được vào nó chữ cự rồi thì là đuổi kịp. Rồi cái cô sự là vượt quá, vì nó có chữ âm hán Việt đấy mà. Rồi cứ cô mượn là vào, rồi đa sự là ra, thế là cũng được rồi nhá. Đó, đấy. Đó, rồi thậm chí còn bán là cung cấp nữa cơ, đúng không? Các anh có bán không? À, chikate orimasen. Dạ chúng tôi không có ạ. Đúng không? Số từ này nhiều nghĩa lắm luôn. Thôi, mới được ít nhất là dùng từ này. Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay nha, đúng không? Đó, achikatte kudasai. Daisetsu ni achikatte kudasai.
Công nhận không? Ừ, rồi chính xác. Tiếp nào, siêu mèo. Đọc mất rồi. Chà, đọc ở trên giấy với sao? Đúng rồi, quá trời nghĩa luôn, đúng không? Rồi bạn Lan Trần đang chào Lan Sen Xe và Lan Sen Xe chào bạn Lan Trần. Rồi, chính xác. Tenenit, tori, năng, achikatit, kudasai. Chuẩn luôn. Hãy thận trọng mà, đúng không? Kể lại giấc mơ, nghe. Được, ok. Jiumeo katadu, chúng mình có cụm từ katadu là hàn huyên, là kể lể trong từ monogatari đó, đúng không? Đấy, kể về những giấc mơ, những hoài bão của mình nhá. Chuẩn xác thì nó sẽ là gì? Jiumeo katadu, kể ra, đúng không? Nói ra những ước mơ, những hoài bão. Ok chưa? Đó, chính xác sẽ là từ này nhá. Katadu, trong monogatari đó. Đúng rồi, kể lại giấc mơ, đúng không? Chuẩn. Nào, một từ tiếp theo nữa. Subatsu Ichinichi. Gì đấy nhỏ? Nào tiếp nào. Từ số 15. Kể chuyện trong Monogatari là kể chuyện. Chuẩn luôn. Đúng rồi, thì có cái cụm từ là Katari au. Ôi các bạn ơi, đúng không? Là cứ hàn huyên, tôi kể với anh lâu lắm chúng mình không gặp nhau. Đấy, như Tết tiếp dịp nào đấy về mà gặp nhau là hàn huyên tỉ tê tâm sự đó. Chúng mình có cụm từ là Katari au các bạn nhé. Chuẩn luôn. Rồi, tiếp theo đây là N3 bạn ạ, à, đúng không? Nói N3 nhưng mà cái việc mà học từ vựng thì đương nhiên N3, N2 chỉ nó chỉ là cái sự nó không tách biệt quá rõ ràng đâu nhá. Ngày xuất phát được rời một ngày. Ờ đúng rồi, đấy lịch xuất phát sẽ được rời một ngày. Nó là rời lịch, nó là hoãn lại, đúng không? Và đây tiện nói về nô ba sự thì mình sẽ phân biệt hai từ nô ba sự. Đều nó ba sự nhưng mình có chữ gì đây, chữ duyên với cái chữ thân các bạn nhỉ. Chữ đằng trước này thì nó sẽ liên quan tất cả những cái lịch trình, những kế hoạch nó rời đi, nó được rời đi, đúng không? Nó được hoãn lại. Còn nô ba sự này, đúng không? Thì nó thứ nhất là nó về cái sự sinh sôi phát triển, mình nuôi dâu, mình nuôi tóc ấy, nó sẽ là nô ba sự này. Và liên quan đến cả gì nhỉ? Về năng suất, rồi thì như cơ thể nó lớn lên các thứ chẳng hạn này, nô bi động ấy, đúng không? Dùng tự động từ nhá, đúng không? Đó, xin cho gác nô bi động tức là chiều cao nó vượt trội các thứ chẳng hạn, đúng không? Chuẩn xác, rồi doanh thu nó cũng dùng từ nô bi động này được nhá. Đúng rồi, và đấy, thế nên có thêm hai cái từ này nữa, encho và enki, N3, N2 nó đều có luôn, đúng không? Encho là kéo dài ra, nhớ không ạ? Với một trận bóng đang tầm 90 phút, 95 phút thì kéo dài thì 96, 97 phút chẳng hạn. Cuộc họp cũng vậy thì nó sẽ là encho. Còn enki là dễ lẽ ra đá vào ngày hôm nay trận đấu ấy, nhưng mà thôi, nên có mưa có gió đấy mình sẽ hoãn lại sang ngày khác thì nó sẽ là enki nhá, chuẩn xác. Đấy, nô ba sự đẹp nhé, encho, enki với lại là nhớ rồi, đúng không ạ? Đó. Thì vừa rồi là phiên bản đầu tiên bắt não phải suy nghĩ, đúng không? Cả về chữ Hán, cả về nghĩa, rồi phải nhớ thêm một đống những nghĩa khác nữa và những từ liên quan nữa. Thì bây giờ phương án nhẹ nhàng hơn, đúng không? Đây, nào, chúng ta sẽ có những câu sau đây, bây giờ chọn là dễ hơn rồi này. Rồi, kéo dài trong ngày, ừ cũng được mà chính xác không? Là đang thế này mình kéo dài thêm ra, đúng không? Rồi, chính xác, enki, encho, chuẩn xác luôn nhé. Nào, tiếp theo đến phiên bản chỉ cần gõ số. Nào, từ tiếp theo các bạn nhìn thấy câu tiếp theo trên xe chưa? Đúng rồi, đấy làm cái này dễ ngay, đúng không? Những cái sách ở thư viện này là hãy sử dụng cẩn trọng nhé. Đấy, xin lỗi các bạn, đúng không? Achikate, chờ xe chút nào. Đâu khoanh mà đâu ta? Đây đúng rồi, chính xác đáp án sẽ là số 1 các bạn nhé. Những từ còn lại đọc được không? Đúng không? Đáp án sẽ là số 1 chuẩn luôn. Ayamatte, đúng không? Là gì ta? Đúng không? Nó có hai nghĩa. Thứ nhất là nó là ayamaru, nó mang nghĩa là xin lỗi. Đôi khi mang nghĩa là gì nữa? Đúng không? Nó là hiểu lầm nữa nhá. Chuẩn xác. Ô, bạn Lan chọn số 4 à. Tatakatte, tatak. Ồ đấy, bây giờ không để chữ Hán thì các bạn thấy vân vân không? Đúng không? Tatakau là chữ đấu, đấu tranh, đấu đá tôi chẳng hạn nhá, thì lại không đúng rồi. Shiharau, được nhé, nó là chi trả, đúng không? Thanh toán nên cũng sai nỗi, nên đáp án chính xác sẽ là số 1. Nâng niu nhẹ nhàng, sách ở thư viện sử dụng cẩn trọng nhá, cũng được, ok. Nào, tiếp theo, câu số 2 nào. Những tượng khá quen, bây giờ chỉ có trong một thời gian nhanh chóng mình có chọn được những câu chính xác không nào? Rồi, các bạn rút ra dây comment số tự kèm với cả nghĩa của câu nhé, đúng không? Số tự kèm với đáp án các bạn chọn đi, đúng không? Thì để sensei có thể nhìn thấy rõ hơn. Rồi, đúng không? Dịch cả câu lên, đúng không? Anh ấy cứ nắm tay tôi và bảo rằng là gì? Cố lên nhá, đúng không ạ? Đó, chính xác, nigiru trong onigiri đó, cơm nắm của chúng mình đấy, đúng không? Sẽ là nigite, nắm lấy cái gì đó, nhớ chưa? Chuẩn xác. Cũng là nắm nha, đây là nắm tay, đúng như này, thì nắm lấy cơ hội, đúng không? Nắm bắt cơ hội, nắm bắt nội dung ý nghĩa, thì có dùng từ này không các bạn ơi?
Nào rồi chào Tùng Giang, đúng không? Nào bây giờ thép lên xem nào, đang tiện đang nói từ này. Nhìn cái tệ đúng rồi, trong nắm cơm nắm các thứ này, nắm tay rất là chặt như này chẳng hạn này. Nhưng nắm bắt cơ hội này, nắm bắt nội dung ý nghĩa này chúng ta dùng cái gì? Đúng không? Nào ok. Đó, tệ ố này cái tạc khả nếu á. Một khi đã nắm tay thì đúng không? Phải có trách nhiệm. Ở đấy đúng rồi, chính xác Trang ạ. Chị cà mợ nắm bắt nội dung ý nghĩa, nắm tay một số tiền lớn, nắm bắt cơ hội. Đúng rồi, chị cà mợ, đúng không? Rồi chính xác. Các ta được vừa rồi có đấy là kẻ lẻ này, chi ba được là trói buộc này, bị hạn chế này. Mức khác tê chính là mức khác là hướng tới. Đúng chưa? Trong trường này đáp án sẽ là số 3. Chuẩn. Ừ. Chan số cá mỡ chuẩn luôn. Vặn tay tôi gấp nghè kinh thế. Ok, tiếp theo câu số 3 nhá. Đây nữa. Uchinoko wa isana no ni zenzen ke ga nani nani. Nào, tiếp theo nào. Đúng rồi, no ga sự là bỏ lỡ cơ hội. Chuẩn xác, trời ơi, tự nhiên lại lôi ra một loạt các từ khác. Chính xác nhá, ok. Đấy, bỏ lỡ cơ hội, đánh mất cơ hội đều được. Chuẩn. Tiếp theo câu số 3 chọn gì đây? Đó, vừa rồi có mọc lông, mọc tóc rồi đúng không? À mọc lông, mọc râu rồi mọc mụn, mọc sừng nữa chẳng hạn đúng không? Thì đây ok, mọc gì đây? Mọc tóc nhờ, đúng không? Đó chính xác, mọc lên nhá. Đúng rồi, chính xác này là hai đợ, may quá vừa có xong nhá, chuẩn xác. Ok. Đó, một tuổi rồi nhưng mà hoàn toàn vẫn chưa mọc mọc tóc mọc lông. Đúng không? Mọc lông à, lúc này mọc tóc nha. Những tóc nó non ấy, đúng không? Chuẩn xác của bạn mà. Kite đúng không? Không phải là nghe, không phải là hỏi nhá, thì trong đây chắc là đúng không? Nó có hiệu quả vừa rồi đúng từ đấy. Chứ nó không để chữ Hán thì bạn dịch thế nào cũng được, đúng không? Nốt tên là lên này, mới được là cháy bùng lên này, đúng không? Moe được gomi và moe này gomi. Chính xác vẫn trụ thủ lội đúng. Đó, dịch rất là hay luôn, rất thật luôn, rất chuẩn luôn. Có 4 nào. Watashi wa kono eiga ga daisuki de 10 kai, đúng là 10 kai mite mo. Nào tiếp theo nào. Những cách dịch rất là hay luôn. Đấy, úi dồi ôi, thích phim này lắm đúng không? Đấy, các bạn thích phim gì đã mà xem 10 lần rồi cũng không làm sao nhỉ? Chọn gì nào? Đấy, câu này cân nhắc thêm một chút hay sao mà mãi chưa thấy nhở? Ừ, rồi đây câu 4 đây rồi, chính xác. Akiru là chán, đúng không? Akihabara no akiru, akiga akiru. Nhớ câu đấy không? Akihabara no akiga akiru, đúng không? Mình nghe cách tên chữ đấy. Tôi đã phát chán với cả cái mùa thu ở Akihabara, nhở? Ukanai chính là ức cự, vừa rồi là nổi lên lơ lửng ấy. Konomu, đúng không? Là yêu thích này. Kutsukanai, đúng không? Là bám, là dính vào này. Chính xác nhá. Coi 10 lần mãi mà không chán, chuẩn luôn. Số 1, chuẩn, chính xác nha. Đáp án chốt số 1. Đấy, khoanh vào và bật quên mất. Rồi, chị nghe chúng mình đến với câu số 5 nào. Kami o nani nani shita no wa chugokujin da so desu. Rất nhiều phát ở đây, đúng không? Đầu năm rất nhiều phát ở đây. Vậy phát này là phát nào? Phát kiến, phát triển, phát minh hay là phát biểu, đúng không ạ? Rồi, tiếp nhớ comment ở số tụ tương xe nha. Nào mấy à, bạn cứ làm đi, nếu làm được hết mang tên thì nó sẽ chỉ là N5 thôi, còn chưa làm được, đúng không? Vẫn quên một vài từ, nó thành N4, N3, N2, N1. Đúng không Dung? Rồi, câu số 5 chính xác, đúng không? Đấy, nếu phát kiến là những cái đã có rồi, bây giờ mình tìm thấy nó, đúng không? Đấy, phát kiến ra, gì đây? Phát kiến ra châu Mỹ cái thứ chẳng hạn này, đúng không? Nhưng mà nếu mà gì đây là giấy trước đấy chưa từng có, đúng không? Mà bây giờ người ta lại dùng thì nó sẽ là người ta là phát minh ra thì nó sẽ phải là hạt mê, chuẩn luôn nhá. Phát minh đấy, câu 5 của bạn chọn 1 này. Đúng không? Phải phát hiện đâu, đúng không? Trước đấy đã có đâu, đúng không? Bây giờ nó mới có đấy thôi, đúng không? Thì nó phải là gì đấy? Phải là rồi chính xác nhá. Em ơi, câu này phải là 3 chứ đấy, nhờ bạn chọn 1 này. Đấy, đây là N4 này, công nhận không? Hatsume Saremasta, đúng không? Được phát minh bởi ai đó, được phát kiến bởi ai đó đấy, rất dễ nhầm. Nhưng cái nào mà đã có rồi nhưng mà nó mất đi hoặc là nó bị ẩn ở đâu đấy, bây giờ mình mới tìm thấy nó. Phát hiện kiến ra ngôi sao, ngôi sao bên chân trời thôi, nhưng bây giờ người ta mới tìm thấy nó ấy chứ, đúng không? Thì nó sẽ là hạt kền. Nhưng phát minh ra máy bay này, máy bay trước đấy đã có đâu, đúng không? Người ta đi xe ngựa ấy thôi nhờ, đúng không? Phát minh ra điện thoại này, bóng đèn, đúng không? Mà phát minh ra giấy, đúng không? Chứ giấy người ta phải chế biến này nọ, chứ ngày xưa em dùng lá cây nhờ, nó phải là hạt kem, à hạt chume các bạn nhá. Đáp án phải là số 3. Lan Trần chọn 1 này, mấy lần là có phải gọi tên bạn rồi đấy, vị sang này, đúng không? Hai bạn là một lối đi riêng và cùng nhau ra đảo nhá.
Câu 6, watashi no ani wa restaurant o nani nani o shiteru. Đúng không? Quên mất một đáp án. Đây, rất nhiều chữ kinh, đúng không? Nhưng chúng ta có kinh doanh, kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức, đúng không? Rồi, ok. Keizai và keiyu, nhìn thấy chưa ạ? Các bạn có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm chưa nào thì mới làm được câu này. Nào, tiếp đến câu số 6 các bạn ơi. Rồi, chính xác. Chuẩn luôn, đúng không? Đấy, ok. Đang có kinh nghiệm mà. Dạ không, không ai dùng cây kênh. Nếu mà như thế này sai mất rồi bác ơi, đúng không? Đúng rồi, có kinh nghiệm, có kiến thức và có trải nghiệm. Nhưng mà sai mất tiêu rồi. Nó phải là gì đây? Kê. Nhìn thấy chưa? Đang kinh doanh, anh trai tôi đang kinh doanh, đang mở nhà hàng cũng được nhá, chuẩn xác. Hoài cũng vậy, chọn kê, kê tức là có kinh nghiệm mà, đúng không? Có kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm điều hành, kinh nghiệm cái gì với chứ? Chứ được như này, kê kê làm sao được, đúng không? Đấy, thấy cô lừa lừa phát, cô đang mại làm thái công phát mà tôi chọn ra sensei rồi. Thế có kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức, đúng không? Thì đi theo thái công nhá, còn chúng mình ở đây chỉ là mở một nhà hàng, kinh doanh, làm một nhà hàng thôi, nhớ. Rồi, tiếp theo câu số 7 của chúng mình nào. この声は国が何々をしてる。Chậm lại một tí. Phương lại bảo là em cô đọc nhanh quá, em con comment nhanh quá. Đúng rồi, kênh gái được có kinh nghiệm trong cái gì đó, về cái gì đó nhá. Nào, tiếp theo câu 7 chọn gì? Nào, có ai bị nhầm đúng không? Đúng rồi. Sewa là chăm sóc, sezo là chế tạo, sakuse là chế tác cái này. Đúng không? Nhìn thấy chưa? Trong lần này sẽ là kanri. Không phải chế tạo nó cả mà nó được quản lý, đúng không? Điều hành bởi cái gì đó nhá. Kono koen wa kuni ga kanri o shite ru. Đúng không? Đang được điều hành hay quản lý bởi gì đây? Nhà nước cho dễ nhá. Rồi, chính xác. Thế thì lại thắng, nó lại mời ra khỏi phòng thi thì lại không xịn tí nào đâu nhá. Câu số 8 nào các bạn ơi, chúng mình có từ gì đây? Gakko ya kaisa no namae dake de hito o nani nani shite wa ikenai. Đọc cái từ này lên tức là học được bao nhiêu từ rồi đấy, đúng không? Chỉ mà ở có mấy câu thôi nhưng mà nó có bốn đáp án đi kèm nữa, đúng không? Cô dạy các bạn, cô còn cho các bạn những ngữ cảnh rồi những từ liên quan rồi nữa chẳng hạn, chắc chắn là học được rất nhiều từ vựng, đúng không? Đúng nhận sai cái hộ cô nào. Câu số 8. Đấy, cứ như này lúc nào cứ đi thi khó lắm em lại bị rớt rồi này nọ mà cứ comment cứ mầm nó câu nào cũng đúng cái này, đúng không? Mà công nhận những các bạn nào chăm chỉ comment là cũng thấy hầu hết là đã không đỗ thì mang tên này nọ rồi, đúng không ạ? Thế nên tích cực mà comment thì vận may sẽ đến nhá. Đâu rồi, mãi chỉ được à, câu 8 chọn 5 cho nó hoành tráng luôn, đúng không Lan Sảng? Đâu, chọn chưa? Đang dịch câu mãi chưa ra. Đấy, câu 8 đã bật bình bông ơi, câu mấy đấy? À, sử dụng tên người, hay quá. Chỉ cái tên của công ty với cả gì nhỏ, trường học, tức là mình sử dụng, đừng sử dụng cái người đó. Ôi dồi ôi, nếu có không thì lợi dụng chứ. Nhờ lợi dụng quyền hạn chức vụ chứ, sử dụng người là sử dụng kiểu gì? Chỗ sinh nhau bạn chọn một thế. Trời ơi, đấy thấy chưa? Thấy chưa? Mình đang thấy các đáp án 1, 2, 3, mỗi 4 thì không đúng rồi, khăn phải khăn đất nước đấy cơ. Nhờ homo tôi bỏ đi, công nhận. Hanse là gì? Đúng không? Là tự vấn lương tâm, nhìn nhận lại bản thân mình. Dạ không ạ. Dạ sử dụng người cũng không ạ. Đúng không? Chỉ đừng đánh giá người khác qua cái tên ở công ty, đúng không? Hay là qua cái trường người ta học. Đúng không? Thì phải là handan chứ còn gì nữa. Công nhận không? Đúng không? Đánh giá phán đoán một người, nhìn thấy chưa? Nhá, thì nó sẽ là từ này. Handan oshite wa ikenai, đừng có làm thế nha. Ơ cái sự tự kiểm điểm. Tự kiểm điểm con người bằng cái đấy à? Tự vấn lương tâm mình thế này. Ơ ha. Tự nhiên lại thấy. Đúng không ạ? À? Trời ơi câu này rất nhiều bạn sai này, đúng không? Có ai đây bạn Đào à? Bạn Đào Phạm Ngọc Hoài đúng rồi, còn lại các bạn ra đảo chơi với nhau hết rồi, đúng không? Đó. Đang học bon bon tự nhiên vừa khen xong là thấy ăn Tết xong thì bánh trưng bánh tét nó đi mất rồi, bây giờ chỉ còn lại kiến thức thôi. Mà cùng đến câu này thì lại toang mất. Rồi, tiếp theo, đúng không? Khó quá thì chúng ta chuyển sang cái này. Nhớ đúng không? Nghĩa là kiểm tra về từ vựng đặt trong ngữ cảnh. Còn bây giờ có từ vựng đây rồi, đặt trong bốn câu này. Và các bạn xem câu nào hợp lý. Ơ, có thiếu từ này nữa nhá. Đây ạ. Chá có gì phải xấu hiểu quá. Đâu sensei đấy là nghĩa đáp án 2. À, rồi. Rồi cô nói bé bé lại nhá. Các bạn đừng nói cho ai biết là Phúc Sàng không nhớ câu này nhá. Bé bé rồi. Nhớ nhá, nhớ chưa? Đừng ai nói gì nhá. Rồi, câu 9 chỗ này là gì đây?
Rồi, chính xác, vừa rồi nói từ này rồi còn gì, chẳng qua bây giờ đặt trong ngữ cảnh thôi, đúng không? Chuẩn xác, vừa nói đắp đắp hai lớp chăn, mặc hai cái áo thì đây, đúng rồi, chính xác đây, nhá. Đúng rồi, ok. Chứ chữ ca đê thì phải là gì đấy? Thà mau đâu ý, đúng không? Làm việc quá nhiều, học tập quá nhiều, nên là mệt mỏi, đúng không? Căng thẳng đây này, nhá, chuẩn xác, có chín vào đấy. Đúng không? Bạn Bình Bông ơi, bông bông bông, đúng không? Cái này đúng rồi, vừa rồi có chữ ca đê và sự tô đê sự, nhưng lại không phải chồng chất lên mà chúng ta tích tụ lại, nó sẽ là mà gì nhỉ? Tà ma đự. Đúng rồi, đúng không? Bình bông ơi, nó phải là tà ma đự nha. Giữa ba chồng mặt đi các. Ừ đúng rồi, chính xác. Còn đây đắp hai cái chăn người ạ. Nhá, nhưng lạnh quá vẫn không ngủ được nhá. Chuẩn luôn, đáp án sẽ là số 3. Tiếp. Tôi đọc từ này. Chuẩn giá. Tiếp nào. Đấy, những phần này thì chậm lại một chút đúng không? Để các bạn có thể có đọc được câu nữa nhé. Rồi, đấy câu này mình thấy có 3 và 1 đúng không? Chúng ta xem đáp án số mấy nào. Một à. Rồi, sake bự và có ba nữa, rủ ôi ba, ủi cũng là kêu lên là mô đam mê đà, thế nhưng mà chi sai cổi đấy, đã sake đà thì phải ô ki gồi đấy, đúng không? Ô ki cổi đấy, đúng không? Ô gồi, chứ làm sao mà nói nhẹ nhàng là à, mô đam mê đà mày không được đâu nha, đúng không? Như lúc nãy bạn là bạn Phúc, bạn là cô nó bé bé thôi chẳng hạn ấy, và chi sai cổi đấy thì chỉ là gì, nói thôi, ít tạ thôi, thậm chí sai sai giác cự thì thầm, đúng không? Anh nói một câu nghe kinh quá. Ôi từ từ đã nào, vậy chốt câu 3 là sai nhá, để tìm bạn nào comment câu 3 nhở. Vừa thấy cơ mà, bạn Tuệ Minh. Ừ bây giờ mình thấy comment vào và live stream của Mai Lan Sen bị cô gọi tên luôn rồi này, đúng không? À mới gọi like sớm mất tiêu. Ừ đúng rồi, hôm nay cô lại bảo cô like sớm, có gửi con vào đấy còn gì nữa nhá. Đấy câu số 2 à, nhìn thấy chưa, con chó nó sủa. Oan oan đúng không, tự nhiên con chó nó sủa cái thứ chẳng hạn, mình nó cắn như đấy chẳng hạn, chứ chó nó không hét được nha. Hồ ê đựng gì đấy cơ, đúng không? Nên giật mình này, nên rất nhiều bạn chọn số 2. Đó bạn Tiến này, ai nữa ta? Dương Ngọc Ánh này. Đúng rồi, đấy thấy chưa? Đấy sai thì bây giờ mình mới học đấy nhá, chuẩn xác. Đúng rồi, hai phải là hồ ê đựng mới chính xác. Vậy chó nó phải là sủa cơ. Ở đây à, đó không tiếng, có tiếng hoặc không tiếng cũng được, nhưng nếu có tiếng phải tiếng to chứ không phải chi sai quê được. Mà tasukete chumiwa đúng không? Yonaka ni chumiwa sake bự jose no koi ga kikoi ta, nhìn thấy chưa hả, nhá chuẩn xác đúng không, giữa đêm nghe tiếng một cô gái đang hét lên chumiwa đúng không. Rồi xin lỗi, hôm nay đang có việc một tí, thế là cô lại phải đẩy giờ live lên một tí nhá, đúng không? Đấy, canh liên tục chứ không là mất dấu của nhau ngay, đúng không? Vậy chốt nha. Đấy là bạn sẽ là số 1 đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa này. Ồ sao dễ thế nhỉ. Help me, sao ở Vinh Sáng. Đâu bạn nào mà kêu tiếp nghe sợ thế, gào tên em trong đêm đúng không? Ừ hay bị sai cách dùng từ, đấy là do cách học đấy, nên là bây giờ đang mới nên mình thay đổi cách học đi Tuệ Minh ạ. À, đúng không? Bởi vì là rõ ràng từ đấy bạn biết đúng không, nhưng tại sao lại chọn sai? Bởi vì bạn cứ nhớ trong đầu thôi. Ở chắc là có tiếng gì đấy thì chắc là ở kêu lên thế được rồi đúng không, kêu lên là không được đâu, cách học gì thế làm gì nữa. Nhưng đặt trong ngữ cảnh nó phải đang hét lên gào lên phải to to tiếng một tí đúng không, chưa đến mức đồ na độ, thậm chí còn ầm mỹ cả lên đúng không, tức giận nữa đúng không, đập bàn đập ghế nữa chẳng hạn nhờ. Đấy, câu 11 bạn đang chọn 3 ấy hả? Đúng không ta? Cái đứa trẻ đó nó rất là giỏi trong cái việc mà ở chơi cái máy chơi game mà thôi, chứ không phải hoạt động máy chơi game, nên câu 3 Hoài ra đảo nhá. Nhi à, thỉnh thoảng đúng không? Đi ra bên ngoài sau đó là go ca sự đấy thôi. Dạ vâng, có dùng chữ chữ động nhưng mà chỉ là gì? Vận động cơ thể. Nhìn thấy chưa? Nếu mà không vận động thì nó béo đấy, chứ không phải hoạt động nha. Nhìn thấy chưa? Nên câu 1 cũng sai nhé Nhi ơi. Câu 3 sai rồi đó Kiều Hoa ơi. Đáp án phải là số 4. Những hoạt động tình nguyện ý, họ đang thu gom quần áo cũ rồi sau gửi đến châu Phi đó, đúng không? Đây mới là hoạt động tình nguyện, hoạt động này hoạt động kia. Dạ vâng Đào Phạm ơi, sai rồi nhá. Đúng rồi, với những từ mà có hai chữ Hán thì sẽ thường bảo các bạn là ủa em thấy cũng hoạt động cơ thể này, hợp lý ừ vô cả sự, nhớ chưa? Đúng không? Đấy, di chuyển cơ thể thì mình dịch là hoạt động đi đó, âm tiếng Việt thì mình dịch thế, nhưng mà dùng từ là ừ vô cá sự cơ nhá, chứ không dùng từ cá chư đô này đó. Đáp án phải là số 4.
Thì đương nhiên đúng không, cô sẽ chỉ ra bạn đó chứ còn đúng hết là các bạn đã comment đúng mất nhờ. Làm sao con khóc Vinh rằng. Rồi câu cuối cùng nữa nào để chúng mình đi cháy phố nào. Sao cứ bị mất một cái từ cuối cùng đấy ta. Đây gạch chân tiếp theo cho. Minh học có học lớp của sensei không nhỉ? Tự nhiên lại nhiều học viên quá nên sensei mà để cái tên khác sensei không nhớ được cái tên là lạ nhỉ. Mong sẽ thao túng em phần dùng từ giống như cách sensei thao túng em phần trồng văn. Đấy đúng không? Đấy nhưng mà học sensei là hầu hết sẽ thích làm trường văn hoặc là trung văn. Mặc dù có thể vẫn sai nha. Nhưng có liên quan rất nhiều yếu tố dịch câu kỹ năng nữa nhưng ít nhất sẽ không sợ làm trường văn và trung văn nữa vì nó cũng thường thôi mà. Đúng không? Nào câu 12 bạn tổ ấm chọn một. Tôi vừa nhìn thấy bạn nào vừa kịp đọc xong thì bạn ấy đã thu hồi đáp án. Đúng không? Mạnh mẽ lên em. Không sao cả. Sai thì bị chửi một tí thôi, không sao cả. Đúng không? Anh ấy đang chắc là hồi tưởng lại hồi bé của mình nên thấy có vẻ bất vui à. Dạ cũng nghĩ lại đó nhưng mà ở môi đa sự đấy cơ mà. Đúng không? Đó, chính xác, đúng không? Nên là câu này sai mất rồi. Đấy, bạn nào mà chọn một đấy, tôi nhìn thấy nha. Đấy, xong bắt đầu thu hồi đáp án nha. Tôi nhìn thấy rồi đấy. Nào mấy nè? Phước Sang ơi, Phước Sang là nó mấy câu rồi? Thì cứ trong tổng số cái dưới trung bình là nó thành là cái này là của N1 nhá, đúng không? Còn làm trên trung bình nó thành N5 thôi. Đúng rồi thôi, chứ còn mình đang làm cái từ vựng của N3 nhá. Đúng không ạ? Một series những từ vựng của N3. Chủ yếu liên quan đến những cách dùng cách nghĩa khác nữa và các bạn ít tiếp cận nó là một này và đặc biệt những cái phần cách sử dụng từ nhé đúng không ạ. N5 không phải đâu, đây là chính xác là N3 nhé, mình xem trêu vậy thôi nha. Đó, ô Yanis Sakara, đúng rồi, chính xác đấy là đi ngược với lời bố mẹ, nó phản đối chống đối đấy chính xác nhá. Đó, tự nhiên nối đâu ra từ đấy. Thế đây là gì các bạn ơi, đâu có từ bố mẹ đâu, à đâu, ở đây hả? Nào, đó câu 78, à nhầm, xin lỗi các bạn, câu 10, quận Lan Trần, 12, 4, còn 2 là sao? Đúng không? Câu này chính số 2 các bạn nha, đúng không? Anh ấy đang rất là ăn năn đang rất là đang suy nghĩ lại về những lời nói kinh khủng với bố mẹ, chuẩn xác nha, đúng không? Đấy cũng có, số 4 thế là gì? Nghe hợp lý đấy chứ, đúng không? Đấy, mọi người đang thế nào ý kiến của anh ấy mà anh ấy đang rất là khổ sở các bạn ơi. Nào câu số 4 ý, nếu bạn chọn 4 nó phải là han gì? Han có một chữ han nhưng không phải là han xe mà nó là han tài. Công nhận không? Sang xe chi này đúng không? Đấy không đồng ý tức là phản đối han tay chứ không phải là han xe. Và từ này không đọc là han xô nhá. Nó là xô đét cự nhưng mà khi ghép với chữ phản nó là han xe. Đúng không? Đang tự vấn lương tâm, chính xác. Đấy, chuẩn xác, số 4 phải là han tai cơ mà. Chuẩn luôn. Han có một chữ han nhưng nó lại là han tai chứ không phải là han xe. Chuẩn xác nhá. Rồi anh ấy tức là kiểu đây cái này thế này đúng không? Đấy chống đối không đi với không đi là ngược lại với cả những lời của giám đốc này đúng không? Và không nghe những lời nói. Đúng rồi, đấy cũng là han tai hoặc là gì đấy. Chống đối lại cái thứ chẳng hạn. Đúng chưa ạ? Đó. Một bài học ngăn ngắn nhẹ nhàng mà cuối tuần thôi đúng không, trước khi đi cháy phố. Bạn đi cháy phố không nào? Đúng không, nghỉ Tết chưa đủ đi cháy phố tiếp không nào, đúng không ạ? Đấy chúng ta đã có một cái phần luyện tập đúng không, những từ nào học rồi thì mình ôn lại mở rộng thêm những nghĩa khác nữa, nhớ kỹ nó hơn một tí đúng không ạ? Còn những từ nào mình chưa học thì đấy là học và chắc chắn là qua cái giọng của sensei đúng không, qua cách diễn đạt của sensei hay qua những cách mà sensei giải thích, chắc chắn sensei chắc chắn là các bạn nhớ nó hơn rất là nhiều, được chưa? Rồi, ok, hai mina san, otsukaresama desu. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo. Hai, otsukaresama.